Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn cùng nhau thực hành phân tích con PDR pha đạt bạn nhé Thì với con này thì vốn thị trường nó là 18.000 tỷ Số lượng cổ phiếu hành là 800 triệu cổ phiếu Nói chung đây là con mỹ cap về cơ cấu cổ đông con này Thì ban lãnh đạo là 4% tổ chức 10%, à 9% và nước ngoài là 6% Nói chung là cơ cấu cổ đông con này cô đặc bạn nhé Về tài chính thì lợi sau thuế tính theo quý Quý 2 đang có từ thơ quý đang 3 khá là nhiều đấy vì 275 nghìn 275 tỷ so với cặp 450 tỷ thì khá nhiều mà theo năm thì nó khôi ba là nó đã giảm rồi đấy còn 600 tỷ khả đang đời lại giảm tiếp rồi à? còn về nợ này nợ chủ thực là 11 bạn nhé đây 11 tài sản là 2.000 tỷ nợ là 11.000 tỷ và vốn chủ sử là 1.000 tỷ lương truyền tại thời độ kinh doanh là dương 400 tỷ lương chuyển tại đầu tư là dương 9 tỷ Nên hiện tại hoạt động tài chính âm 6 tỷ Nên hiện tại trần đăng kỳ là đang dương 200 tỷ các nhé Xem nào vào sâu hơn nha Đây Và sâu hơn thì sẽ có vay trả nợ Tiền vay ngắn hạn giá nhận được là 600 tỷ này Đấy chưa? Đây. Như vậy là nó có vay trả nợ anh em nhé ở mặt kỹ thuật của con này thì nó có ba nền giá giá số 1 này là theo cái cây giá đi lên Đây. giá số 2 và giá số 3 và khả năng là giá cổ phiếu hiện tại là nó đang giảm xuống 3 pha rồi Đây. A này B này C này Đấy, thấy chưa thì đối với giá cổ phiếu hiện tại thì nó có một bước chạy đà khá là tốt với 28 phần này lên 28 thì ra cơ hiện tại mình nghĩ là nếu mà nó có một cây nổ khối lượng biên độ tăng trưởng biên độ và khối lượng lên qua nó phá qua được cái uh, trên này đây, hộp đa vát này thì hoàn toàn có thể vào khoảng 10 15 phần trăm và tối đa vào cũng là khoảng 30 phần trăm còn nhé tối đa vào cũng này khoảng 30 phần trăm thôi và nếu nó giảm xuống thì thôi luôn Như nhưng hôm nay cũng nhau thử hành phân tích con PR phát đạt nếu ra trường like xin kính thôi tạm biệt các bạn bye bye